Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ngày càng khó lường, việc tổ chức hiến máu nhân đạo gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Xung phong trên tuyến đầu, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng lại tiếp tục tình nguyện hiến máu nhân đạo, thể hiện tinh thần tất cả vì nhân dân. Tại Trung đoàn Bộ binh 971, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn và Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu đã có mặt, hăng hái tham gia hiến máu với tinh thần tự nguyện, phấn khởi của tuổi trẻ. Thì lần đầu tiên đi hiến máu thì tôi thấy hồi hộp, nhưng mà sau khi hiến máu xong thì tôi thấy phấn chấn vì đã góp một phần nhỏ cho đất nước. Việc hiến máu trong thời điểm này là rất thiết thực, có thể giúp cho nhiều bệnh nhân cần máu qua được cơn nguy kịch. Và quán triệt với tinh thần ý nghĩa nhân văn cao cả, với thông điệp là một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng được tổ chức một cách thường xuyên. Một năm chúng tôi tổ chức là 2 đợt, với sự tham gia tích cực đông đảo của cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực và dân quân tự vệ thuộc lực lượng vũ trang thành phố. Hưởng ứng thông điệp hiến máu an toàn, chung tay đẩy lùi COVID-19, giữa những ngày đại dịch đầy khó khăn, tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố đã sôi nổi tham gia hiến hơn 100 đơn vị máu, với hy vọng mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Dù là tình hình COVID nhưng mà Bệnh viện Đà Nẵng vẫn tiến hành khám chữa bệnh cho các cái trường hợp bệnh cấp cứu. Cho đó thì cái nhu cầu về máu nó cũng vẫn còn cao. Cho nên là cái đợt lấy máu của các chiến sĩ đợt này thì nó bổ sung một lượng máu dành cho cái cấp cứu mà khẩn cấp, kịp thời đáp ứng cho cái nhu cầu điều trị của Bệnh viện Đà Nẵng.